Lại là admin của các bạn rồi đây. Anh em thử đoán xem hôm nay tôi sẽ mang đến cho anh em những điều gì đây nè. Tất nhiên toàn là những sự mới lạ, khó đỡ và hài hước vô cùng của những chúa tể mặn chát trên thế giới rồi. Dịch này thực sự là không đi đâu được các bạn ha. Thì thôi ở nhà đi, bật kênh nghiện khám phá lên xem ngay cho nó nóng nha mọi người. Thôi, nó nói nhiều nữa rồi. Anh em vào việc và khám phá ngay với tôi những khoảnh khắc đặc biệt và phi thường nhất được camera ghi lại nghe vô. Thứ nhất, ninja ném bài. Chúng ta biết đến cái ninja Nhật Bản nổi tiếng với khả năng ném phi tiêu bách phát bách trúng, cơ mà chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết, các thứ thôi. No, đâu cần ninja, nếu như muốn xem biệt tài ném đâu trúng đó, chỉ cần chiêm ngưỡng màn trình diễn của anh chàng ảo thuật gia Rick Smith Jr. này mà thôi. Wow, các bạn ơi, anh ta có thể làm được gì nè? Ném bài phi vào quả bóng, ném trúng mục tiêu với khoảng cách xa tít mù tắp luôn, cắt đứt tim đèn cầy đang cháy, hay ấn tượng nhất chính là cái pha chém đôi quả ô liu đang bay trên không trung mà các bạn đang thấy đây nè. Chỉ có thể là há hốc mồm thôi đúng không mọi người? Thế giới của chúng ta cũng lắm những người tài thực sự mà chúng ta chưa biết đó thôi. Thứ hai, chiếc xe kỳ lạ. Thiệt chứ, nhìn xa tưởng là chiếc xe ô tô mui trần hiện đại không á trời. Vâng, cho đến khi chúng ta nhìn gần, oh my god, công chúa Lọ Lem phiên bản đời thực với cổ xe ngựa cực kỳ côi ngầu luôn nha quý vị. Quan trọng là cái sự sáng tạo, cũng như là cái kiểu vỏ là iPhone nhưng mà bên trong là Android vậy đó. Good job ông anh ơi. Thứ ba, gặp định mệnh. Dòng đời vội vàng lướt qua, nhìn sang trái bạn ơi, nhìn sang phải bạn ơi, ánh mắt ta chạm nhau bạn ơi. Trên dòng đời tấp nhập, chỉ cần bạn nhìn sang trái là gặp ngay định mệnh của đời mình. Anh chàng này đã say nắng cô nàng chỉ bằng một cái ánh nhìn thôi đó. Ơi là trời, ngại dữ thần luôn. Thứ tư, rải cá đáng yêu. Nếu như hỏi tôi loài vật nào đáng yêu nhất dưới biển, tôi xin trả lời ngay và luôn không cần suy nghĩ, chính là mấy em rái cá nha quý vị. Rồi ta nói chứ thiệt, đáng yêu xỉu luôn á trời. Sao lại có cái loài vật vừa đáng yêu vừa xinh xắn như vậy được ta? Chưa hết đâu nha, xem video này xong anh em sẽ cảm thấy rái cá nó còn tốt bụng và thân thiện với con người nữa trời. Khi thấy ông anh huấn luyện đau lưng ha, chú rái cá ngay lập tức lên bờ đấm vỗ giúp đỡ. Trời nè, hết đau lưng chưa anh ơi? Chưa hết hả? Để đấm lưng tiếp cho nha. Bên này ha, bên này nữa nha. Trời ơi, của em rái cá đáng đồng tiền bát gạo ghê không mọi người. Thứ năm, ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời. Các bạn có tin vào sự tồn tại của những người ngoài hành tinh hay không? Còn tôi thì tin sái cổ ngang. Đây, vừa tháng 6 vừa qua đi thôi, một đoạn video ghi lại hiện tượng kỳ lạ đã được đăng tải lên YouTube, làm dấy lên nghi vấn về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Trong video thì các bạn có thể thấy nè nha, có tới 7 đến 8 hình cầu với ánh sáng rực rỡ màu xanh xanh tím tím đang chuyển động á, phối hợp nhịp nhàng với nhau. Theo người chia sẻ, hiện tượng bất thường này đã kéo dài khoảng 7 phút trên bầu trời. Chẳng ai rõ đây là cái thứ gì luôn. Một số người cho rằng đây chắc chắn là UFO, nhưng cũng có một số người cho rằng đây chỉ là những chiếc máy bay không người lái, tức là drone đó các bạn, được điều khiển để bay theo đội hình mà thôi. Các bạn nghĩ sao về hiện tượng lạ này? Comment ngay và luôn nha quý vị. Thứ sáu, thiên tài xoay bóng. Tôi đố các anh em ở đây là xoay được quả bóng rổ trên ngón tay của mình luôn á. Nhưng mà dù có xoay được thì cũng không thể nào đạt được cái trình độ như thanh niên này đâu. Chàng trai vàng trong làng xoay bóng là đây chứ còn ai nữa. Kỹ năng này phải thuộc hàng thượng thừa rồi. Chấp hết cái chuyên gia diễn xiếc luôn. Oh my god. Thậm chí nha, thanh niên còn dùng cả cơ thể ngọc ngà của mình để mà xoay hàng chục quả bóng luôn kìa. Xin bái phục luôn á chứ. Nhận của tại hạ một lạy đi nè. Thứ bảy, sinh vật lạ. Có lẽ các bạn cũng đã biết rằng ở trên thế giới của chúng ta có vô số những sinh vật và hiện tượng kỳ lạ. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó thì chúng lại xuất hiện ngay trước mặt các bạn ha. Trong một đoạn video, một cặp đôi ở xứ sở Nhật Bản đang tự sướng đầy vui vẻ trên dòng sông thì bất ngờ ở ngay đằng sau họ, một con vật hay thứ gì đó bỗng nhiên ngoi lên khiến ai cũng giật mình trơn trọi, sợ hãi và tái mét mặt luôn. Trong cái con này thật là giống với quái vật Loch Ness hay có thể là một chiếc bóng ma nào đó vậy đó các bạn. Không biết các bạn nghĩ sao về sinh vật kỳ lạ này ha? Comment chia sẻ với tôi ngay ha. Thứ 8, ngôi nhà di động. Anh em đã từng xem cái bộ phim Ngôi nhà di động của Hào chưa ta? Tưởng nhà di động chỉ có trên phim ảnh ta đúng không? Ấy thế nhưng không thể nào tin được là những người IQ vượt tầm vũ trụ của chúng ta đã phát minh ra một ngôi nhà cực xịn như thế này luôn đó. Mang nhà đi khắp thế giới là có thật nha mọi người. Dù có đi bất cứ nơi đâu thì chúng ta cũng có nhà để về rồi. Thứ 9, gấu cảnh sát.
phát hiện một chiếc gấu béo lắm lông đã đổi sang ngày mới đi làm cảnh sát. Nhìn cái gì? Chưa thấy gấu cảnh sát bao giờ hả? Hoài chưa các bạn ơi. Chiếc gấu này đi ra ngoài cũng đủ làm mấy tên trộm, những tên tội phạm á sợ mất cả mật luôn á chứ. Chưa hết nha. Nó còn biết tấu hề thổi kèn siêu đỉnh nữa cơ. Các anh em tìm đâu được một nhân viên cảnh sát truất như thế này đúng không? Thứ 10, dung dịch ma thuật. Nếu hồi nhỏ từng là fan của những câu chuyện cổ tích thì hẳn bạn sẽ biết tới hình ảnh bà chú Thuyết xinh đẹp. Chỉ cần chạm tay vào vật nào là vật ấy ngay lập tức bị đóng băng luôn. Chắc chắn các bạn đang nghĩ điều này là hư cấu đúng không? Oh no, sai lầm. Vì chỉ cần có một chút kiến thức vật lý hóa học là bạn có thể sở hữu khả năng như bà chú Tuyết rồi đó. Ảo vải chưởng chưa các bạn? Bàn tay đã hóa thành những bông tuyết cực kỳ là xinh đẹp luôn nè. Đố các bạn biết dung dịch này là thứ gì nha. Thử tài hóa học vật lý cho bàn dân thiên hạ được phen trầm trồ đi các bạn trẻ ơi. 11. Dancer tài năng. Chàng trai vàng trong làng hip hop đây rồi anh em ơi. Màn trình diễn của anh chàng này có thể thổi bay tâm trí của các bạn luôn đấy nhá. Cùng chiêm ngưỡng ngay thôi nào. Những bước nhảy cực kỳ điêu luyện, tài tình lá cả mắt, mãn nhãn qua luôn anh ơi. 12. Sức mạnh của con người. Bạn sẽ không bao giờ tin vào sức mạnh tiềm tàng của con người nếu như không xem video này đây. Với khả năng đỉnh cao đã được rèn luyện nhiều năm, người đàn ông đến từ Trung Quốc đã công phá những hòn đá, đập nát chúng chỉ bằng tay không. Không chỉ tảng đá mà ngay cả quả sầu riêng hay là khúc xương lợn cũng đã được đóng lạnh, đều bị anh phá nát. Thật sự quá lợi hại. 13. Mỹ nữ ở hồ bơi. Đôi khi, những chiếc máy bay không người lái lượn trên bầu trời lại quay được những cảnh tượng cực kỳ là thú vị, thậm chí là nóng bỏng bổ mắt cho các anh em luôn nha. Những mỹ nữ tại hồ bơi ở một khu du lịch đã vô tình lọt vào camera máy bay không người lái rồi. Xem lại đoạn video ai cũng phải suýt xoa vì cái độ xinh đẹp, thân hình thì cực kỳ gợi cảm của các cô nàng ấy chứ. Mà lem quá trời quá đất này quý vị ơi. 14. Chó cãi nhau với robot. Mày thích cái gì? Mày ăn đi! Mày biết tao là ai không? Mày cắn đi! Lần đầu tiên trong 20 năm của cuộc đời này các bạn ơi, tôi được nhìn thấy một em chó nhà cắn nhau với một em chó robot đấy quý vị. Không biết là con nào thắng nha, nhưng mà tôi vote một phiếu cho em chó vàng của chúng ta nha quý vị. Cơ mà mặc dù là robot, thế nhưng chú chó kia cũng không phải giành vừa đâu. 15. Người nhện. Không còn là ở trong phim ảnh nữa rồi, người nhện đã bước ra ngoài đời thực rồi các bạn ơi. Anh chàng Jyoti Rai, 22 tuổi, đến từ miền Nam Ấn Độ, đã chứng minh mình là một người nhện cừ khôi bằng cách leo thoăn thoắt lên các bề mặt dốc đứng mà không cần đeo thiết bị an toàn gì trơn. Là một thợ xây dựng, Rice đã khám phá ra khả năng leo trèo kỳ diệu của mình khi leo lên dàn giáo bằng tre. Anh có thể leo lên độ cao đến tận 90m. Rice còn tiết lộ thêm, anh học leo trèo bằng cách bắt chước với loài khỉ. Rồi, một chàng trai thực sự quá tài năng các bạn ha. 16. Mèo và chuột. Có lẽ chúng ta ai cũng biết hoàng thượng mèo và mấy con chuột có mối thâm thù không bao giờ đội trời chung. Chúng luôn luôn đuổi bắt nhau như cái con Tom và Jerry vậy đó. Ấy thế nhưng, có chuột Dis, có chuột Dash chứ bộ, mèo Dis màu Dash nữa nè. Và cảnh tượng mèo và chuột cùng ăn chung một bát hòa bình như thế này đúng là lần đầu tiên được thấy trong nhà quý vị. Dễ thương xỉu. Các bạn thân mến, những đoạn video được camera ghi lại trên đây thực sự thú vị và cũng khó tin quá đúng không nè. May nhờ có camera mà chúng ta có thể được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đặc biệt như thế này đấy. Và đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất nha. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với tôi trong video của ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá. Hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị sau nha. Còn bây giờ, bye.